Hà Lan thoát thua Ecuador. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Van Gaal gây thất vọng trong trận hòa 1-1 trước Ecuador vào tối ngày 25 tháng 11 giờ Hà Nội. Đại diện Nam Mỹ chứng tỏ họ có thể là một trong những ngựa ô của World Cup 2022 khi có 90 phút ấn tượng trước Hà Lan. Bất chấp việc bị dẫn bàn từ sớm, Ecuador chơi lấn lướt đội bóng châu Âu trong phần lớn thời gian trận đấu. Nếu các chân sút của họ tận dụng cơ hội tốt hơn và thật may mắn mỉm cười, Ecuador đã giành chiến thắng. Sau chiến thắng Senegal 2-0 ở lượt đầu, Hà Lan chơi trận đấu kém trước Ecuador. Cơn lốc màu da cam tiếp tục cho thấy họ gặp vấn đề trước các đội bóng giàu thể lực và giàu pressing. Điểm sáng lớn nhất của Hà Lan trận này là pha dứt điểm xuất thần ở ngay phút thứ 6 của Cody Gakpo. Tiền đạo PSG mở tỷ số cho Hà Lan ngay phút thứ 6 sau pha xử lý quyết đoán sát dụng cấm đối thủ. Ở tuổi 23, Gakpo chắc chắn sẽ là cái tên được chú ý sau World Cup năm nay. MU và các câu lạc bộ lớn của châu Âu có lý do để sân đón tài năng trẻ này. Anh ghi bàn trong hai trận liên tiếp tại World Cup 2022, nâng tổng số pha lập công của mình kể từ đầu mùa lên con số 17. Kèm 16 pha kiến tạo sau 31 trận cho PSV Eindhoven và đội tuyển quốc gia Hà Lan. Tuy nhiên, từ sau bàn thắng của Gakpo, Hà Lan chơi lép vế hoàn toàn trước Ecuador. Đại diện Nam Mỹ lấy lại thế trận sau bàn thua chóng vánh. Nền tảng thể lực sung mãn giúp họ chơi pressing và phản công hiệu quả. Tuyến giữa của Hà Lan liên tục để mất bóng trước khả năng quay ráp từ đối thủ. Yếu tố thể lực giữa thời tiết nóng tại Qatar có vẻ như đang là rào cản với các đội châu Âu. Đầu hiệp 2, Enner Valencia đá bồi tung lưới Hà Lan sau tình huống dứt điểm của đồng đội. Sai lầm trong tình huống này thuộc về trung vệ Julian Timber khi anh để mất bóng ngay giữa sân, khiến Ecuador tổ chức phản công và ghi bàn. Jesse Jandet cũng có một ngày thi đấu không ấn tượng khi tỏ ra chậm chạp trong nhiều tình huống phán đoán. Trước đó ở cuối hiệp 1, Ecuador còn một lần đưa bóng vào lưới Hà Lan nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của Borrello. Hậu vệ Ecuador che mắt thủ môn Andy Snuppert trước khi đồng đội đệm bóng vào lưới. Cả trận, Hà Lan chỉ tung ra hai cú sút về phía khung thành Ecuador, trong khi đội bóng Nam Mỹ có tới 15 pha dứt điểm, 4 đi trúng đích. Ecuador càng chơi càng hay. Đến phút 60, chỉ có may mắn mới cứu cho Hà Lan bàn thua sau cú dứt điểm dội sàng ngang của đại diện Nam Mỹ. Những phút cuối của trận đấu, cả hai đội đều giảm nhịp độ. Hà Lan và Ecuador đều tự quyết được số phận của mình khi giành được một điểm ở trận này. Hà Lan chỉ cần không thua Qatar ở lượt cuối là sẽ giành vé đi tiếp, trong khi Ecuador cũng chỉ cần kết quả tương tự trước Senegal 21 giờ 39 phút ngày 25 tháng 11. Điều đặc biệt của sân vận động quốc tế Khalifa. Khalifa International được xây dựng vào năm 1976 là sân bóng duy nhất tồn tại trước khi Qatar được trao quyền đăng cai World Cup. Sân bóng này sau đó được cải tạo để nâng công suất lên mức 45.857 chỗ ngồi. Đây là địa điểm sẽ tổ chức trận tranh hạng ba World Cup 2022, 21 giờ 43 phút ngày 25 tháng 11. Tình trạng chấn thương của Enner Valencia, chân sút quan trọng nhất Ecuador lập cú đúp vào lưới Qatar trước khi rời sân với vết thương ở đầu gối. Nhưng anh đủ sức khỏe để đối đầu Hà Lan. Enner sẽ ra sân đấu với Hà Lan, không nghi ngờ gì về điều đó. Huấn luyện viên của Ecuador, Gustavo Alfaro cho biết, 21 giờ 45 phút ngày 25 tháng 11, gian can không lạ gì Ecuador. Ngày 1 tháng 3 năm 2006, Hà Lan đánh bại Ecuador 1-0 giờ công của đích kêu trong trận giao hữu quốc tế. Hai bên gặp lại nhau trong trận giao hữu vào ngày 17 tháng 5 năm 2014. Jefferson Matero đưa Ecuador vượt lên dẫn trước khi Robin Van Persie ghi bàn gỡ quả 1-1. Khi đó, gian can cũng là huấn luyện viên tuyển Hà Lan. 21 giờ 52 phút ngày 25 tháng 11. Con trai Johan Cruyff từng huấn luyện Ecuador. Tháng 11 năm 2020, Liên đoàn bóng đá Ecuador, FF ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Sophie Cruyff, con trai huyền thoại Johan Cruyff cho vị trí huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm, cựu cầu thủ Barca và Man U rời ghế khi chưa chỉ đạo trận đấu chính thức nào do dịch bệnh. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, huấn luyện viên hiện tại của họ, Gustavo Alfaro được chọn thay thế Cruyff. 21 giờ 55 phút ngày 25 tháng 11, Memphis Depay sẽ đá chính. Depay ra sân trong trận đấu với Senegal, nhưng tự băng ghế dự bị. Tình trạng sức khỏe của anh vẫn là vấn đề đáng lo với cơn lốc màu da cam. Anh ấy là một cầu thủ có thể tạo ra sự khác biệt, huấn luyện viên Luis Van Gaal nói. Anh ấy muốn thi đấu, nhưng tôi phải đánh giá phong độ của anh ấy. 22 giờ 11 phút ngày 25 tháng 11, đội hình xuất phát của Hà Lan và Ecuador. 22 giờ 41 phút ngày 25 tháng 11, phòng thay đồ của Hà Lan trước trận. 22 giờ 42 phút ngày 25 tháng 11, cổ động viên Hà Lan tin tưởng đội nhà sẽ giành vé sớm. Phần lớn người hâm mộ cơn lốc màu da cam đã có tâm trạng tốt sau chiến thắng 2-0 của đội nhà trước Senegal ở loạt trận đầu tiên. 22 giờ 43 phút ngày 25 tháng 11, cầu thủ Hà Lan khởi động trước trận. Một chiến thắng trước Ecuador sẽ giúp huấn luyện viên Van Gaal và các học trò có nhiều toan tính hơn cho vòng 16 đội. 23:00 ngày 25 tháng 11, trận đấu bắt đầu. Một Hà Lan trong trang phục áo cam truyền thống, trong khi Ecuador khoác lên mình màu áo đen xám. 23:07 phút ngày 25 tháng 11, mục tiêu của MU lập công. Sáu lại là Cody Gakpo. Tiền đạo PSV mở tỷ số cho Hà Lan ở ngay phút thứ 6 sau pha xử lý quyết đoán ngoài vùng cấm đối thủ. 23:11 ngày 25 tháng 11, phong độ tuyệt vời của Gakpo.
72 bàn thắng trong 2 trận đấu tại World Cup, 17 bàn thắng và 16 pha kiến tạo trong 31 trận mùa này cho PSV Eindhoven và đội tuyển quốc gia Hà Lan. Ở tuổi 23, Gakpo chắc chắn sẽ là cái tên được chú ý sau World Cup năm nay. MU và các câu lạc bộ lớn của châu Âu có lý do để sân đón tài năng trẻ này. 23 giờ 14 phút ngày 25 tháng 11, Hà Lan sáng cửa giành vé. 12 bàn thắng sớm của Cody Gakpo giúp cơn lốc màu da cam tràn trề cơ hội trở thành đội đầu tiên lọt vào vòng 16 đội World Cup 2022. Theo mô hình thống kê từ Opta, tỷ lệ chiến thắng của Hà Lan trận này lên tới 75,3% sau 11 phút thi đấu, trong khi Ecuador chỉ có 8,1% cơ hội thắng. 23-19 ngày 25 tháng 11, ban lãnh đạo PSV đang mỉm cười. 18 màn trình diễn ấn tượng của Gakpo khiến mức giá chuyển nhượng cầu thủ có thể tăng lên từng ngày. Cựu danh thủ Hà Lan Nigel De Jong nói, sau bàn thắng vào lưới Ecuador, giá của Gakpo đã tăng thêm ít nhất 5 triệu euro. MU được cho là đã sẵn sàng trả 40 triệu euro để mua tiền đạo này trước World Cup. 23 giờ 25 phút ngày 25 tháng 11, pha lập công sở trường của Gakpo. 22 Gakpo được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc hay nhất ở bóng đá châu Âu mùa này. Đồ họa 3D trái mô tả bàn thắng vào lưới Ecuador và bản đồ PSV BCC với số kỳ vọng các vị trí dứt điểm của tiền đạo Hà Lan. Mùa giải này cho thấy điều đó. 23 giờ 27 phút ngày 25 tháng 11, Ecuador chơi nỗ lực. 25 đại diện Nam Mỹ lấy lại thế trận sau bàn thua choáng váng. Ecuador chơi không quá tệ kể từ đầu trận nhưng họ bị thủng lưới vì khoảnh khắc xuất thần của đối thủ. 23-31 ngày 25 tháng 11, Hà Lan ghi bàn từ cú sút đầu tiên. 31 sau nửa giờ đồng hồ đầu tiên trong trận, Hà Lan chỉ tung ra một cú sút về phía khung thành Ecuador nhưng ghi được một bàn. 23 giờ 35 phút ngày 25 tháng 11, Enner Valencia suýt ghi bàn. 33 Valencia tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm của mình. Anh thực hiện một pha đi bóng từ trái và đi dạo trong suốt căng. May cho Hà Lan là thủ môn Andrew Robert đã đẩy bóng thành công. 23 giờ 46 phút ngày 25 tháng 11, thế trận đôi công. 43 trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, hàng tiền vệ Hà Lan liên tục bị Ecuador áp sát từ phía sau. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Luis Van Gaal vẫn chơi lì lợm giờ tính tổ chức tốt. 23 giờ 51 phút ngày 25 tháng 11, bàn thắng bị từ chối. 45-3 Estupinen đưa bóng vào lưới Hà Lan nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của Borujo. Hậu vệ Ecuador che mắt thủ môn Andy Snuppert trước khi đồng đội đem bóng vào lưới. Trọng tài có vẻ đúng trong trường hợp này và thậm chí cũng không cần vào cuộc. 23-54 ngày 25 tháng 11, hiệp một kết thúc. Ecuador chơi ngang ngửa Hà Lan ở hiệp 1 nhưng họ nhận bàn thua sớm từ pha dứt điểm quá hay của Gakpo. Đội bóng của huấn luyện viên Luis Van Gaal cần cải thiện nhiều ở hiệp 2 nếu không muốn bị gỡ quả. 23-59 ngày 25 tháng 11, thống kê đáng chú ý trong hiệp 1. 0-0-0-2 ngày 26 tháng 11, sau khi hiệp 1 kết thúc, chuyên trang thống kê Opta dự đoán tỷ lệ đi tiếp của Hà Lan lên tới 99,47%. Trong khi đó, tuyển Qatar gần như không có cơ hội vượt qua vòng bảng sau 2 trận thua liên tiếp. 0-0-0-7 ngày 26 tháng 11, hiệp 2 bắt đầu. 46 Hà Lan có sự điều chỉnh, Steven Bergwijn trời sân để nhường chỗ cho Memphis Depay. Ecuador không có sự thay đổi nào. 0:08 phút ngày 26 tháng 11, theo thống kê của The Athletic, cú đá của Gakpo khiến Ecuador lần đầu tiên thủng lưới kể từ tháng 3 năm 2022. Trước đó, đội bóng Nam Mỹ lần lượt giữ sạch lưới trước Nigeria, Mexico, Cape Verde, Saudi Arabia, Nhật Bản, Iraq và Qatar. 0:12 phút ngày 26 tháng 11, Enner Valencia ghi bàn thứ ba ở World Cup 2022. 49 Valencia đá bội tung lưới đối thủ sau tình huống dứt điểm của đồng đội. Sai lầm trong tình huống này thuộc về trung vệ Timber khi anh để mất bóng ngay giữa sân, khiến Ecuador tổ chức phản công và ghi bàn. 0:18 phút ngày 26 tháng 11, kỷ lục của Valencia. 55 Valencia đã ghi cả 6 bàn thắng gần nhất của Ecuador tại World Cup. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu ghi 6 bàn liên tiếp cho một quốc gia Nam Mỹ. 0:21 phút ngày 26 tháng 11, điểm lại 6 bàn thắng tại World Cup của Valencia. 58 tiền đạo 33 tuổi ghi bàn vào lưới Thụy Sĩ, 2 bàn vào lưới Honduras ở World Cup 2014. Tại World Cup 2022, anh lập cú đúp vào lưới Qatar và ghi bàn trước Hà Lan. 0:23 phút ngày 26 tháng 11, bóng trúng xà ngang. 60 Ecuador càng chơi càng hay, chỉ có may mắn mới cứu cho Hà Lan bàn thua sau cú dứt điểm chội xà ngang của đại diện Nam Mỹ. Nếu không cải thiện lối chơi, Hà Lan có thể thua thêm. 0:26 ngày 26 tháng 11, Ecuador quá khỏe. 65 nền tảng thể lực sung mãn giúp đại diện Nam Mỹ chơi pressing và phản công hiệu quả. Tuyến giữa của Hà Lan liên tục để mất bóng trước khả năng quay ráp từ đối thủ. Yếu tố thể lực giữa thời tiết nóng tại Qatar có vẻ như đang là rào cản với các đội châu Âu. 0:31 phút ngày 26 tháng 11, Valencia làm cổ hàng thủ Hà Lan. 70 tốc độ và khả năng cản lưới của Valencia trở thành cơn ác mộng với đối thủ. Anh dễ dàng vượt qua Timber trong các pha 1-1 kết hợp với các pha lao biên của đồng đội. Jesse Jandet cũng có một ngày thi đấu không ấn tượng khi tỏ ra chậm chạp trong nhiều tình huống phán đoán. 0:36 phút ngày 26 tháng 11, Valencia sánh ngang Messi và Ronaldo. 75 Ener Valencia là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất World Cup kể từ năm 2014, mặc dù anh không dự giải đấu trên đất Nga năm 2018.
chỉ có Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là ghi được nhiều bàn thắng ở trận bảng World Cup như Valencia 6 trong 8 năm qua. 0 giờ 41 phút ngày 26 tháng 11, Giang Cang đưa ra điều chỉnh. 81 Hà Lan có hai sự điều chỉnh nữa. Quegos và Martin Jeroen vào sân thay cho hai tiền vệ Gakpo và Kuhnmeier. Giang Cang rõ ràng thấy khả năng phòng ngự và pressing của tuyến giữa cơn lốc màu da cam có vấn đề. 0 giờ 46 phút ngày 26 tháng 11, một điểm là kết quả có lợi với cả hai đội. 85K Hà Lan và Ecuador đều tự quyết được số phận của mình nếu giành được một điểm ở trận này. Hà Lan chỉ cần không thua Qatar ở lượt cuối là sẽ giành vé đi tiếp, trong khi Ecuador cũng chỉ cần kết quả tương tự trước Senegal. 0 giờ 49 phút ngày 26 tháng 11, biểu đồ nhịp độ tấn công cho thấy Ecuador là đội chơi lấn lướt hơn Hà Lan trong 87 phút đã qua của trận đấu. 0 giờ 51 phút ngày 26 tháng 11, Valencia chấn thương, 90 đội lo với Ecuador, Valencia đã phải rời sân bằng cắn. Chân sút 33 tuổi có vẻ như tái phát chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, Valencia sau đó có thể đứng dậy cập kiển. 0 giờ 52 phút ngày 26 tháng 11, trận đấu sẽ có 6 phút bù giờ. 90+1 cả hai đội đang giảm nhịp độ trận đấu. Một điểm là kết quả có lợi với cả hai đội. 0-0-53 ngày 26 tháng 11, chủ nhà Qatar sắp bị loại khỏi World Cup. Nếu màn so tài giữa Hà Lan và Ecuador kết thúc với tỷ số hòa, hai đội sẽ cùng có 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên của bảng A. Điều này đồng nghĩa với việc chủ nhà Qatar sẽ chính thức bị loại khỏi World Cup 2022. 0 giờ 58 phút ngày 26 tháng 11, hết giờ. 90+6 một trận hòa là kết quả chấp nhận được với cả hai đội. Cục diện ở bảng A giờ bất lợi cho Senegal khi họ buộc phải thắng trước Ecuador. 1:01 ngày 26 tháng 11, thống kê đáng chú ý của trận đấu. Cơn lốc da cam tắt lịm, Hà Lan gây thất vọng trước Ecuador. Mặc dù đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước từ khá sớm, thế nhưng Hà Lan đã không thể duy trì được lợi thế dẫn bàn và để Ecuador gỡ hòa. Qua đó chia điểm tại lượt trận thứ hai, bàn thắng Hà Lan, Gakpo 6, Ecuador, Valencia phút thứ 49. Nhập cuộc đầy tự tin ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, Hà Lan cho thấy họ đang sẵn sàng hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp. Bàn thắng tới khá sớm với đội tuyển Hà Lan khi mà Cody Gakpo có pha dứt điểm bằng chân trái cực kỳ quyết đoán làm rung lưới Ecuador. Nhận bàn thua từ khá sớm, Ecuador xô quân lên hồng tìm kiếm cơ hội gỡ hòa. Phút 11, Ener Valencia có pha dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm nhưng đáng tiếc là hàng thủ Hà Lan đã chơi lăn xả. Những phút tiếp theo, hai đội thi đấu khá trầm khi mà không có quá nhiều những tình huống bóng thực sự nguy hiểm. Phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1, Ecuador dù đã đưa được bóng vào lưới nhưng đã không được công nhận do Jackson Pororo trước đó đã ở thế việt vị. Hiệp 1 sau đó khép lại với duy nhất một bàn thắng ghi được của Hà Lan. Bước sang hiệp 2, Ecuador bất ngờ vùng lên cực kỳ mạnh mẽ khi liên tiếp thực hiện các đường lên bóng có tính sát thương cao về phía khung thành của Hà Lan. Phút 49, Ecuador có được bàn gỡ hòa đầy quý giá. Kovis Estupinan có cú sút rất căng sau tình huống dàn xếp cướp bóng của đại diện Nam Mỹ. Thủ môn Andrei Napas nhiều rằng đã càng phá tốt, nhưng bóng lại đẩy đúng chân Ener Valencia và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội 10-10 để cân bằng tỷ số 1-1. 10 phút sau bàn gỡ hòa, Ecuador tiếp tục uy hiếp khung thành của Hà Lan khi Gonzalo Plata có pha dứt điểm cực căng. Đưa bóng chạm khung gỗ trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Ecuador. Hà Lan tiếp tục sự hưng phấn của mình khi liên tục thực hiện các pha tấn công liên tục. Phút 73, Gakpo có pha thoát xuống cực nhanh và thực hiện dứt điểm kỹ thuật nhưng đáng tiếc là bóng đi không trúng khung thành. Những phút sau đó, cả Hà Lan và Ecuador đều thể hiện sự quyết tâm rất lớn trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai cho riêng mình. Nhưng đáng tiếc là đã không có thêm pha lập công nào. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đội hình ra sân: Hà Lan, Rappers, Jelai Tuvandat, A. Dumfries, F. Zeyong, Bekusulay, Gakpo, Commanders, Bokwain. Ecuador, Galandet, Mendes, Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán, Plata, Caicedo, Ibarra, Sarmiento, Valencia.